phê mà em không cho tao uống cà phê, cái quán cà phê mày phải uống. Bán cà phê mà không cho người ta uống cà phê. Các bạn mình biết đấy, đàn ông phải uống cà phê nhiều thì mới bán được chứ. Dạ tại vì... Chào. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Cao Minh Trí. Cao Minh Trí? Dạ. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng. Xin mời bạn nữ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào mọi người. Dạ, em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi, Tuyết Trinh hiện đang làm gì? Dạ, hồi xưa em có đi dạy, nhưng mà bây giờ em nghỉ rồi. Dạy gì em? Dạ, em dạy tiếng Anh. Dạ, giỏi nha. Vậy là giỏi lắm đây. Bây giờ hiện tại thì công việc của em là làm gì? Dạ, em đang phụ mẹ bán cà phê ở nhà. Dạ. Nhưng mà em bán cà phê mà em xinh đẹp như vậy, mà mình lại có trình độ, có kiến thức nữa, mà không có tìm được một người đàn ông cho mình sao? Dạ tại vì em bán bàn cho sinh viên nhỏ tuổi hơn. Mà em không thích nhỏ tuổi hơn. À, không thích nhỏ tuổi hơn hả? Em muốn người đàn ông của mình lớn hơn mình bao nhiêu tuổi? Dạ em thích lớn hơn mình 3 tuổi trở lên. Lớn hơn 3 tuổi. Bạn kia 25 tuổi, bạn bao nhiêu rồi? Dạ em 29 anh. 29. Vậy được rồi, 4 tuổi được đấy không? Rồi, quá đẹp luôn rồi. Hợp lý rồi đấy. Dạ đúng vô khoảng. Anh nghĩ rằng cái nghề nghiệp của em á, hàng ngày tiếp xúc rất là nhiều khách hàng. Thậm chí là em ăn nói phải rất là có duyên. Anh không tin là em chưa có bạn gái. Em có một cái tính á, mà nó vừa là ưu điểm mà nó là nhược điểm của em luôn. Là em kỹ tính. Kỹ là sao em? Nào? Là em chọn rất là kỹ. Em có những cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn em như thế nào em nói luôn. Dạ, đầu tiên phải chọn về ngoại hình trước. Dạ tóc dài á. Tóc dài. Dạ mắt to, mặt tròn. Dạ da mặt phải đẹp chút. Dạ giống em vậy nè. Trời đất ơi cái gì dữ vậy. Còn cái gì nữa? Dạ số đo 3 vòng nó cân đối một chút thôi. Cân đối? Dạ đúng rồi. Mấy? Dạ em cũng biết nữa. Em chỉ cảm thấy cân đối là được thôi. 60 đều đi ha. Dạ 60 đều quá. Thường nó giống cái đồng hồ cát thì tốt hơn. À đấy tiêu chuẩn đây hơi cao nha. Em thấy bạn hơi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ chắc được. Cao quá mà chắc được, rất là tự tin, không vậy cần là mình nói suy cũng nghĩ. Hơi cao rồi nha. Vậy em có những cái tiêu chuẩn gì về bạn trai của mình không? Mình phải đáp trả lại bên kia chứ. Dạ tiêu chuẩn bạn trai của em á là gương mặt á thì phải như là Quý Bình, cao như Bình Minh, còn tính cách thì phải như anh Quyền Linh. Ủa cái tính cách giống anh Quyền Linh là tính cách sao em? Dạ tính cách vui hài hước. Vậy có thể hợp rồi đấy. Anh nghĩ rằng hai bên đưa ra thì thấy nó cũng xem với nhau. Mặc dù có gì bên đây đưa ra hơi khó, nhưng bên kia tự tin là ngon. Bây giờ em không thích cái em gì, em tối kỵ cái gì ở người đàn ông của mình? Dạ em không thích là người đó tính toán. Dạ không thích người đó là hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Có, nhưng mà đây có tính toán. Bên này tính rất kỹ mình luôn. Kỹ lắm đó mới đưa ra tiêu chuẩn như vậy đó. Tính kỹ và kỹ tính nữa. Người ta đã giao lưu từ đầu rồi. Dạ thật ra tính kỹ thì nó cũng tốt vậy. Tại vì khi mà em đưa ra những cái tiêu chuẩn vậy á, để giống như là mình đi một quãng đường nó dài hơn, chứng tỏ là em có cái sự nghiêm túc. Chính xác. Ở cặp đầu tiên á, anh nghĩ rằng có một cái cũng rất là lạ mà rất là quen, đó là gì? Khi lấy nhau rồi thì tiền vợ phải giữ. Còn ở cặp này chúng ta quan niệm thế nào về vấn đề đó? Thì nếu mà hai người lấy nhau thì nó sẽ có những cái nhu cầu, như những cái tiền chung chẳng hạn, chuyện nấu nướng hay là những cái sinh hoạt trong gia đình. Thì cái đó thì em có thể gọi là đưa hết cái phần đó, nhưng mà cũng phải có chút xíu để lại cho em. Ví dụ em cà phê, cà pháo này nọ. Nhưng mà đừng có cà phê nhiều quá, đừng có ngày nào cũng đi. Em bán cà phê mà em không cho người ta đi uống cà phê vậy là cái quán cà phê của em ai uống? Kỳ lạ, bán cà phê mà không cho người ta uống cà phê. Các bạn mình khuyến khích đàn ông phải uống cà phê nhiều thì em mới bán được chứ. Dạ tại vì người ta tới quán cà phê em uống được, nhưng mà em không thích người khác tới quán cà phê khác mà cứ la cà ngoài quán hoài. Không có hay là cà quán cà phê không? Dạ thật ra cái đó cũng sao anh. Thật ra cà phê của em uống ngày nào cũng mẹ em pha không à. Bây giờ nói em nè, cái tiêu chuẩn về người phụ nữ, những cái điều gì mà em không thích? Dạ cái điều em không thích nhất á, đừng có xe xua đua đòi quá, chân diện quá. Thôi dạ, được rồi. Lại là còn cái giờ nữa xem là... coi. Còn nữa, khoan, còn cái nữa nè. Đừng có bị cuồng mua sắm quá anh. Em thấy vậy nó lãng phí lắm mà anh không thích người lãng phí. Anh này có vẻ khó chịu dạ. Lắm đây nè. Rồi qua coi mặt đi. Bây giờ nôn nóng lắm rồi đó. Dạ em chào chị.
chị nhìn em chăm chú thế. Nhìn cái con người này sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy? Có quyền, dạ, có quyền. Phải hơi kỹ chút chị. Em đứng lên chị coi coi có cao được trên 1m68 không? Dạ, nói chung là từ 1m68 trở lên. Đẹp trai, hẹn giờ hồi nãy tôi có nghe câu da mặt đẹp giống em nữa. Trời ơi. Dạ, nó em hơi tự tin chút. Em là chị thấy uống Milu ăn luôn cái hộp á. Nhưng mà chị nghĩ là được, chị thấy hai người rất là xứng đôi. Nhưng mà bớt khó chút xíu đi. Dạ. Nha. Nói lời chị đâu, chị khó lắm. Dạ, em cũng cố lắm. Nói chung là cũng có một cái, có cái nội lực không, có cái nội lực để đưa ra cái yêu cầu. Nói chung cũng được, không có đến nỗi sợ tôi qua cái tôi thất vọng mà cũng không có thất vọng. Đẹp trai, kìa, quay bển kìa, mặt đẹp đó. Hello. Mặt láng đẹp hơn kia nhiều. Chị bởi vậy. Không, em tự tin đúng á. Đúng không? Đáp đứng hết tất cả những yêu cầu. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà thấy bị khó. Dạ, hơi khó. Hơi khó. Nhưng em thích người khó, thích người dễ dãi. Dạ em thích vừa vừa thôi, cũng đừng khó quá, đừng dễ quá. Bây giờ anh sẽ bày chuyện nói nha. Chắc được. Vụ này được. Ngon. Dễ thương. Vấn đề chỗ là mình bớt hai bên nhường nhịn chút sao. Chút xíu bớt, bớt khó thôi ha. Dạ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp gỡ nhau. Xin mời, kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ chào anh. Có món hai bên có quà em. Luôn ta. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Anh có phải là mẫu người thích chiều chuộng bạn gái không ạ? Thật ra thì anh cũng khá là ga lăng và chiều chuộng. Anh nghĩ vậy. Dạ. Ví dụ bạn gái anh mà thích cái gì thì anh có mua cái đó không? Cái đó còn phải tùy. Tùy cái gì? Tùy cái yêu cầu nó có hợp lý hay không. Với lại là hồi nãy giờ mình nói chuyện qua một bức màn á. Bây giờ thì hiện tại á, là anh có giống như những gì mà em tưởng tượng không? Thí dụ mà có giống thì được bao nhiêu phần trăm? Em cũng không tưởng tượng ra được anh như thế nào. Dạ. Vậy giờ anh như thế này mà em thấy anh có ổn không? Chị thấy quá ổn nè. Dạ nhìn thấy cũng được. Anh cũng được, anh thấy anh cũng ổn lắm. Dạ. Anh cũng ổn sao anh bị ế? Dạ, cái đó là có nhiều lý do nữa chị. Bình thường thì ngoài cái thời gian mà bán ở quán ra thì lúc rảnh em có làm gì không? Dạ không. Tại vì em cũng ít đi đâu chơi với anh. Vậy mốt ví dụ mà có quen nhau là thấy là cũng có cơ hội mời em đi chơi à. Tại vì anh rất là thích đi chơi. Còn thôi uống cà phê ở nhà em cũng được. Cùng lắm rồi mốt à. Một ngày uống cà phê 2 lần, sáng uống của mẹ đó. Không uống thiếu nha. Tôi là tôi thích cặp này rồi đó nha. Chúng ta sẽ để tay vào nút đỏ. 3 giây bắt đầu. 1. Tim tôi đập đó chứ phải tim của hai bạn đâu. 2. Vui với ba. Sao vậy? Sao hấp tấp vậy? Dạ. Sao hấp tấp chưa đến 3 mà? Tại sợ bắn 3 lỡ nó muộn quá chị. Còn em sao bắn nhanh vậy? Em không biết. Trời, đứng có lắc chưa? Em cũng không. Ê, mà cái này có hơi ẹo á nha. Hồi nãy nó không thích ẹo mà thấy bên đây là có thì hơi ẹo đó. Thấy con đó nha. Dạ, thật ra có chút xíu cũng dễ thương chị. Cáo trợ thì mới đó mà dạ, thật lòng. Dạ, em da giảm chút xíu. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Chuẩn bị đi coi phim đi, em cà phê được dạ. Rồi. Ngon, con ốc không hả? Con ốc là ý nghĩa lắm đó, mình phải ngoéo. Dạ, cái này là hứa gì phải ngoéo không? Đó, phải ngoéo. Chúng ta sẽ đến với vòng quay số may mắn. Dạ. Chúc mừng hẹp. Rồi, mà anh ngồi. Úi giời, ghế đẹp quá chứ. Vâng. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Trường Giang ạ. Năm nay 32 tuổi. Làm nghề gì anh? Dạ, em như ở cơ quan thì anh chị em gọi là tạp vụ. Theo trường ngành em học thì là kế toán. Tức là làm kế toán như phục vụ tất cả mọi thứ. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Thu Trang ạ. Thu Trang, Trang dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Mình đang làm việc ở đâu vậy Trang? Dạ, em là nhân viên kinh doanh. Rồi, anh được mọi người trong ty yêu quý bởi vì lo cho nhiều người. Vậy thì tại sao lại không lẽ không có người nào thương anh à? Thực chất ở cái môi trường làm việc của em thì
về cái vấn đề mà phụ nữ thì rất ít anh ạ. Phụ gì? Phụ nữ có nghĩa là những người con gái anh ạ. Và phái nữ. Người đến từ đâu? Dạ em đến từ Hưng Yên ạ. Hưng Yên à? Vâng ạ. À rồi vào trong Nam sống lâu chưa? Dạ cũng nhờ rời là được 3 năm rồi anh ạ. Nhờ rời. Vâng. Thế bây giờ mình lấy vợ là mình ở đây làm việc tiếp hay là mình về Hưng Yên? Ôi giời ơi, thế em đến đây là em tìm vợ ở đây chị ạ. Vâng. Chứ đâu có dám về nữa, bố mẹ em bảo không không lấy được vợ thì đừng có về. Bây giờ ấy khổ. Thì bây giờ anh muốn tìm người vợ của mình là người như thế nào nè? Thì đơn giản thôi chị ạ. Nhưng mà kể ra cũng dăm cái gạch đầu dòng. Đó là đơn giản là một người sống với mình chân thật, chia sẻ. Và kể cả những lúc mà mình có thể là lâm vào các cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là vinh, hoặc là xuống tí nữa thì cũng không có gì. Người vợ đó vẫn cứ đứng ở sau mình, sống cởi mở thế thôi ạ, đơn giản. Còn gì nữa? Thì kể ra mà em thì cao 1m8 hơn, bạn gái kể ra 1m6 hơn thì cũng là tốt. Còn không thì thôi, ông giời cho cái gì thì là mình tận hưởng, chưa tệ. Đúng rồi, đơn giản rồi đi. Vâng. Vậy bây giờ còn bạn nữ của mình thì sao? Cuộc sống của bạn hiện nay là bạn đang sống với ai? Ở trong này thì em đang sống với cả người thân ạ. Vậy quê bạn ở đâu? Dạ hình như em có nghe láng máng bên kia có từ Hưng Yên gì đó đúng không ạ? Anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi bạn. Ôi trời, cứ hỏi đi, ôi giỏi ơi, không phải xin anh Quyền Linh. Hỏi luôn mình. Hỏi luôn. Vâng, anh quê ở đâu ạ? Anh ở Phố Lối em ơi. Em nghĩ là Hưng Yên nhà mình là Phố Lối đâu, phải Phố Nối anh. Thì ôi khổ thế nhỉ, người Hưng Yên vẫn bị nhầm từ em nào vào nào. Có vấn đề gì không em? Dạ em không, tại vì em thấy anh cùng quê với em nên là em phải hỏi lại. Không em là chắc phải... À cùng quê à? Ôi dồi ôi, may quá, vãi hết mồ hôi hột. Ôi thế anh. Trời ơi, mặt em thất thần đấy anh ạ. Thế bây giờ là vậy là cùng quê rồi ha. Vâng. Vậy là thuận lợi hay là sao đây? Thuận lợi đúng không? Ôi như thế thì đúng là một đường là về luôn. Trước khi làm kế toán làm gì? Trước khi làm kế toán thì nó là một chuyện rất dài. Đó là ngày xưa em cũng đã ở trong môi trường quân đội. Quân đội? Vâng. Binh chủng gì? Binh chủng pháo binh ạ. Pháo anh trên tờ cao đấy anh. Pháo binh hả? To lắm rồi ạ. Pháo nổ to lắm hả? Vâng, to pháo lắm. Pháo lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Vâng. Bục giảng dưới rừng sâu em vẫn là chiến sĩ. Ôi cái chết gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau. Và bây giờ là em muốn ngày và đêm ở gần đây hơn, chứ không thể nào như ngày xưa được nữa rồi. Ngày xưa là chiến tranh, còn bây giờ là hòa bình anh ạ. Đấy, cho nên là em là học chuyên ngành pháo. Và sau đó một thời gian do cái môi trường nó không thích hợp thì em ra quân. Và cũng cố gắng chạy đua với thời đại một chút, là theo bè thì cũng đi học ngành kinh tế, thì ra trường thì cũng nhờ rời đấy, cũng ơn rời là lại kiếm được việc đấy, cho nên là cũng đi làm một số nơi ở ngoài Bắc, xong sau đó thì em chuyển về trong này cũng được 3 năm rồi. Nói chuyện cũng có duyên thế này mà, không lẽ đó giờ chưa có quen cô nào à? Em cũng đã quen, và mối tình đầu của em thì cũng 8 năm rồi anh ạ. Mấy mối tình rồi? Một thôi anh. Người em là như thế này mà gánh đến 2-3 mối tình là chắc em kiệt sức. Ủa? Ủa, bộ mình có tình yêu là mình mất sức lắm hả? Nhiều khi nó cũng... mình phải đi lại, thế là đâm ra nó mệt. Chị Cát Tường ạ. Đi lại là sao anh? Người yêu mà hơi khóc một chút là mình phải chạy đến, dỗ dành, rồi nói những lời yêu thương. Thế anh yếu lắm hay sao anh mất sức? Anh ốm lắm à? Nhờ bố mẹ cho ăn uống đầy đủ, cũng khỏe, nhưng mà cơ bản là vẫn yếu so với cái chuyện đấy chị ạ. Rồi, em nghe anh nói thế em có sợ không? Em nghe giọng anh nói, mà em đang nghĩ cái việc là không biết mình bò thế nào về Hưng Yên. Bò thế nào về Hưng Yên á? Dạ, yeah. Tần suất nói chuyện rất chậm rãi. Anh bắn pháo cho em về. Chứ bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc một chút. Không, anh quá chững chạc, cái gì mình thấy anh duyên vô cùng luôn. Chững chạc là sao? Nhờ hỏi các bạn khán giả là từ nãy giờ các bạn có thấy là anh ấy chững chạc không ạ? Có. Vỗ tay cho mình biết nào. Có.
Ôi dồi ôi, em cảm ơn khán giả. Em cứ tưởng các anh các chị ở dưới nào bảo là không chứng chạc. Cơ rồi ôi, toát hết mồ hôi. Thế này không biết mà thêm vài chai bia vào thì như thế nào nhỉ? Bình thường lắm chị ạ. Em sợ rồi, hết dám nói gì luôn rồi. Không bình mà. Hơi run anh ạ. Em phải biết trận pháo chứ. Nhưng cũng có duyên, mình cũng có duyên lắm. Ha, còn nhìn thì anh không biết cảm giác em thế nào, nhưng mà anh thấy nói chuyện có duyên, cũng gây được tiếng cười. Ha, còn chuyện tình cảm thì cho em cảm nhận nha. Bắn pháo á. Bây giờ chị hỏi em này, bây giờ còn cái gì điểm gì mà yêu cầu gì ở bạn nam mình không thích không thì mình qua mình coi luôn một lượt. Cơ hội cuối cùng. Thôi trong sự em nhờ chị ghé qua chị xem giùm em. Xem giùm nha. Dạ vâng. Mập to cao lớn thế nào cũng được đúng không? Cái gì cũng được phải không? Dạ không. Mập thì mập vừa vừa, đừng có mập quá. Em nói vậy cho chuyện hàng hai không, sao chị biết đường chị chọn người? Thì chị nhìn em nè, chị cân giùm em. 28 tuổi rồi đó cô. Dạ. Yeah. Ôi dồi ôi, em chờ chị sang bên này lâu quá, khổ. Chị nói ở bên đấy lâu quá mà bây giờ mới sang bên này. Ôi chị xinh quá. Ôi ơi, ôi chị xinh quá, mắt ông lúng la lúng liếng thế. Mà nó nghe nè, bình thường cũng nói chuyện chậm rãi vậy hả? Thì cũng bình thường thì em nói chuyện bình thường thôi. Còn đâu là lên chương trình chẳng lẽ là cứ đeo hai cái tàng chỉ ở mặt thì nó buồn quá, thì mình khuấy động phong trào lên. Thế mục đích hôm nay đến đây là tìm người yêu hay là tìm vợ? Em tìm cả hai. Đấy. Nếu được bao nhiêu lâu cưới? Được thì dây mốt chị ạ. Cái gì? Dây mốt đi chị. Dây mốt là cái gì? Ngày mốt. Một giây ạ. Một giây mốt. Một giây mốt ạ. Anh dịch sai thấy chưa? Được là một giây mốt là thấy. Hôm nay anh đến đây với ai? Dạ em đi cùng với số anh em ở trong công ty. Đâu? Đến các em ơi. Trời ơi. Em ơi, đâu? Đấy, đấy, đấy. Trời, đâu à, chào các bạn. Đội pháo mình ơi. Nãy giờ mấy bạn thấy anh ấy chọi pháo dữ không? Bình thường ở trong công ty ảnh có vậy không? Bình thường thì anh Giang trong công ty cũng luôn là một trong những người rất là vui vẻ và tạo cái không khí làm việc nó thoải mái cho anh em. Lại vậy luôn á hả? Dạ. Nhưng mà giờ mọi người nè, ba thanh niên luôn á, thì nhìn thấy cô này là có hợp với đồng nghiệp của mình đã bển không? Dạ anh ra cái bấm nút đi. Bấm nút đi ạ. À, bây giờ chị có một quyết định để coi hai người này như thế nào. Kéo màn lên đi. Kéo màn lên đi. Nha, quyết liệt nha. Bắn pháo tới tấp luôn nha. Vâng, em vẫn cứ chiến thôi ạ. Thôi coi được thì mình dễ chịu chút nha em. Dạ. Ha, mình cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó nghe. Dạ. Thôi chúng ta có 2 phút để gặp nhau. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đây. Chào em ạ. Em giật rồi, em chào anh ạ. Sao em mặt xúc động thế? Sao mặt em này xúc động thế? Sao mặt em lúc nào cũng đỏ vậy đấy anh? À thế à? Dạ. Ừ. Mà từ nãy giờ nghe nó càng đỏ hơn nữa. Thế à? Dạ. Thế em có cái cảm giác gì mà khi mà đối đầu với anh? Chúng ta ngồi cách nhau một tấm màn anh ạ, chưa đối đầu. Ừ thì bây giờ... Bây giờ đang ngồi đối diện. Ừ. Thì là... Anh Nguyễn Linh đừng cười, em run. Cho em chém một lúc. Anh Ninh ơi, anh đi bỏ cánh gà đi. Chị Cát Tường ơi, cứu em vụ này. Không, em... chị canh chừng anh Quyền Linh cho hai bạn có chém nhau đi. Là quê em là ở Hưng Yên, nhưng mà em ở huyện nào em? Em ở ngay trong thành phố ạ. À, thành phố Hưng Yên gì? Dạ. Và chỗ đấy là anh cũng đi qua một 2 lần gì đấy. Em là con thứ mấy nhỉ? Dạ, em là con lớn ạ. Con lớn ạ? Ừ, thì... Con lớn không phải con lớn. Ừ, anh là con thứ 2. Dạ. Ừ. Trên anh, dưới anh còn ai nữa không anh? Trên anh là anh trai. Dưới anh là... Đấy. Quan điểm về tình yêu của bạn như thế nào? Thì mình hy vọng là cái người mà mình yêu thì cũng có chung một quan điểm và suy nghĩ như mình. Đó là cũng sẽ chăm lo cho gia đình. Nhà mình thì chỉ có 2 chị em gái. Bố mẹ mình không có con trai, nên là mình cũng mong là cái người bạn của mình thì họ cũng sẽ có tình cảm, cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình. Cũng không phải là bắt buộc phải quá nhiều, nhưng mà cũng mong là sẽ chia sẻ thêm với cả bên mình. Căng thẳng vậy, mặt nghe mà thấy gắn 2 cục chì rồi kìa. Cười rồi đấy chị ạ. Vâng. Thực chất ra là bạn ấy nói thì cũng ở cái quan điểm của em cũng một phần. Thì khi đó thì mình chịu trách nhiệm với cả cái gia đình nhỏ của mình, thì mình sẽ không còn sự lo toan của bố mẹ hay như này nhiều. Thế bây giờ 30 giây cuối cùng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào ở cái nhìn đầu tiên?
anh thấy em xinh. Thế thì em thấy anh sao? Ôi dồi, còn 15 giây thôi đấy em. Ok. Ừ. Cũng anh ok thấy thì... em xinh, em thấy anh xỉnh. Hay. Thế bây giờ là bấm được không em? Hết thời gian. Rồi, không có, không có hỏi bấm gì hết. Có năn nỉ gì năn nỉ trước đi, để người ta quyết định đó nha. Thôi em hãy về đội của anh đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Rất là dễ thương. Tôi nghĩ rằng những rất là nhiều người muốn nói chuyện với bạn. Bạn rất là có duyên. Tại sao lại không nhấn nút? Dạ, cái nút nó bị lỗi lắm. Cái nút nó bị lỗi lắm. Có nhấn không? Dạ, có nhấn ạ. Ôi dồi ôi, số em hay quá. Hai bạn nắm tay nhau một cái đi, rồi mình coi có truyền miếng điện nào chưa. Em có thể cho anh cầm tay em được không? Cho anh cầm bó hoa ạ. Thôi em cứ cầm luôn cả hoa đi. Thế bây giờ không cầm tay thì chúng ta có thể ôm nhau một cái ăn mừng xã giao được không? Lịch sự thì có gì đâu ạ. À? À, tôi xin tặng một cái bao thư, trong này có 2 cái vé xem phim để hai bạn có thể nắm tay nhau đi xem phim. Đó là cái cơ hội đầu tiên mà chương trình muốn tặng cho hai bạn. Chưa. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc với nhau. Thôi rồi, em cảm ơn rất 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 cảm ơn chương trình. Ôi dồi ôi, may quá, anh có quà rồi các em ạ. Rồi, em không cầm tay. Thích bạn em có bụng bia hay là bị hói? Từ mức độ anh Huyền Linh thì được. Cao 1m55 trở lên, có một nụ cười duyên. Em không biết là có duyên hay không nữa. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Bạn trai giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào mọi người. Em xin chào anh Quyền Linh, chào và em, chị Cát Tường. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung, hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương chị ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào mọi người trong trường quay, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. Em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? Nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó, giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ngoài lấy Việt Nam, cái chuyện nó không sao cả. Vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em.
Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á. Nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, hỏi luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đến mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh. Là dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ phải là... em lấy ông chồng nó về, xong rồi á, lúc đầu chưa hói, về em đi ông quá thời gian, con cái cơ máu gạo tiền, ông suy nghĩ quá, ông hỏi ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương đúng người rồi. Đó thôi. Người hói dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nó nếu như mà trường hợp mà sử dụng lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu miễn có công việc làm, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy chị. Tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ. Bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng, muốn đi chơi thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe, khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ, tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Và ghen đúng nha, đừng ghen bóng ghen gió hoài là mệt người, mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ. Nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quyền Linh. Chào, em. Chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Thì cảm ơn chị. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quân Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi.
Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính. Có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy như có một chút tính con nít ở trong đó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Ồ, cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không dạ. không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa dạ. là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta kêu tìm cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao ông hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Dạ. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tênh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Về cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt. Em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn. Để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được mà anh cũng. Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói lên ý của em chứ. Nếu quay không ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ. Nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Nó vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Để tay nút bấm đi em. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em. Nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tai nghe. Ủa? Rồi em đeo em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không?
Dạ có, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Những chiếc vé xem phim để dành cho các bạn đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng để xem phim nha và tìm hiểu nhau. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Nhớ nắm tay nhau nha. Thật chặt, đừng buông ra nha.